Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì nếu như mọi người đang hoạt động trong lĩnh vực thi công về dây điện, dây cáp hay là hạ tầng cơ sở mạng, hạ tầng viễn thông thì chắc hẳn Brother là một cái thương hiệu không còn xa lạ gì với mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người thêm một dòng máy hàng của Brother có model đó là PTE850TKW. Thì đây là một dòng máy nó sở hữu hai tính năng, đó là vừa in được ống vừa có thể là in được nhạc. Thì mọi người hãy cùng em khám phá xem nó có những gì và nó có thêm những cái chi tiết gì mà nó có thể thực hiện được những cái yêu cầu như vậy. Thì đây, mọi người có thể thấy đây là chiếc máy mà em muốn giới thiệu với mọi người, đó là Brother PTE850TKW. Thì mọi người có thể thấy đầu tiên cái bên ngoài thì kích thước của nó là khá lớn, đây là một dòng máy khá là đồ sộ cho mọi người. Thường mình biết tới Brother về những cái chiếc máy in nhạc thì kích thước nó khá là nhỏ, những cái dòng cầm tay để phục vụ cho những cái công việc mà tuyển dụng. Còn đây thì chiếc máy khá là đồ sộ để cho nó sử dụng một số mục đích chuyên dùng hơn nha mọi người. Mình có thể in số lượng nhiều hơn, tại vì nó cũng kết hợp cả hai tính năng, đó là vừa in ống và vừa in nhạc ha. Thì em sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong, sau đó thì em sẽ đi sâu hơn về một số chi tiết kỹ thuật sau nha. Đây mọi người có thể xem, đầu tiên thì đây là con tem bảo hành của Brother đấy ha, hoặc qua ha. Đây là cái adapter để có thể cắm vào máy nha mọi người. Còn đây là dây quạt. Tiếp theo đây là một cái cổng dây kết nối, một đầu là USB, đầu là micro, mục đích là nó được kết nối bàn phím với lại cái máy nha mọi người. Còn đây là có một cổng dây kết nối USB để có thể kết nối cái máy và cái máy gì thì có thể kết nối đó với là PC. Rồi đây là có gì? Đây là có thêm một cái quần nhạc, quần mực. Đây là quần mực để mình có thể in ống, để in lên cái ống lòng của mình nha mọi người. Thì đây là một mực đi kèm của máy nha, quần mực màu đen này. Rất này. Nhạc đây là TR in này, thì đây là mực đen nha mọi người. Đó, đây là cái quần này là đi kèm thôi. Mình có mua thì cứ có mua nha mọi người. Đây là thêm một cái quần nhạc, nhạc đi kèm. Đây là nhạc 36mm. Đây là một dòng máy nó có thể in được kích thước khá là lớn nha, 36mm. Đó, đây là một nhạc một cắm này, không biết là 36mm. Đây là hai cái thật là đi kèm của máy. Ok, để bỏ lại đây nha. Rồi, em sẽ mở tiếp cho mọi người xem. Không, nó có thêm một cái là gì? Đây, cạn rồi. Rồi, em sẽ mở tiếp cái hai ở dưới. Đây là cái thằng thân máy này. Đây là cái bàn phím mọi người có thể xem này. Vì đây là cái bàn phím mà mình kết nối máy để mình có thể là đây có cái màn hình để mình có thể là xem và điều khiển. Mình có thể nhập cả lên trên này luôn, mình sẽ nhập những cái thông tin mình cần in lên trên này luôn. Rất là tiện lợi, bàn phím này ha. Theo đây là cái bộ phận quan trọng nhất, đó là cái thân máy. Đây còn một cái quyển sổ hướng dẫn sử dụng nữa nhé mọi người. Đây nha. Quyển sổ nó gồm gì đây, mở luôn cho mọi người xem nha. Đây thì các kích thước nhạc cũng như là những cái màu nhạc, nó có cái mã để cho mình đặt cho nó đúng. Là mọi người muốn làm cái nền vàng, nền xanh, nền hồng hay nền gì đó thì mọi người nền trắng, mọi người có thể đặt đúng cho đúng cái mã của mình ha. Quyển sổ cái ứng dụng của cái nhạc này. Đó, thì cơ bản mình có thể xem cái sổ này để đặt được cái màu và cái ứng dụng cho nó đúng. Rồi đây có một cái đĩa. Đĩa này thì cho các win thì nó sẽ bao gồm driver cũng như là cái software, cái phần mềm đi kèm để cài đặt. Thứ ba đó là cái hướng dẫn sử dụng, thì nó có ba cái phần trong này. Và thêm cái đây là cái hướng dẫn sử dụng mình kết nối cắm như thế nào ha. Kết nối nào về pin. Đây có tiếng Việt nha mọi người, cái này là tiếng Anh nè. Rồi còn cái tiếng Việt nè, nó có bản tiếng Việt nè để mình xem mình dễ hơn ha. Đó. Rồi cái này là những cái thông tin an toàn khi sử dụng cái máy. Đó, hướng dẫn toàn tiếng Việt nha mọi người, hay nha. Bản này bản của Việt Nam nên thành ra hướng dẫn toàn tiếng Việt nè. Rồi ok, em sẽ bỏ qua cái phần hướng dẫn sử dụng này nhá. Rồi tiếp theo em mở cái thân máy lên cũng như là kết nối từ cho mọi người xem. Đây, cái thùng thì khá đồ sộ, nhưng thực chất lên cái máy thì nếu mà nhìn bên ngoài thì nó cũng không quá lớn á. Thì mình có thể xem trọng lượng của nó thì theo thông số thì tầm nó có trọng lượng là 3.9 kg, thì nó cũng không quá nặng, mình có thể là tiện lợi để xếp đi ở các công trình để mình có thể là nhặt hoặc là mình để được nhà mình đi đó. Đó cũng khá đẹp. Thì đây mọi người có thể là nhìn sơ qua về cái dòng máy của hãng Brother. Đây là dòng máy PTE850TKW. Đây em mở ra cho mọi người xem bên trong ha. Đây bên trong đây là hai khu vực để mình có thể lắp đặt nhạc, lắp đặt ống cũng như lắp đặt mực.
Thì đây là cái vị trí để mình lắp đặt cái quần nhạc in, nó sẽ in ra cái đường này. À, còn đây là cái vị trí để nó, cái đường này là đường để mình có thể lắp ống này. Còn đây là mình để lắp cái quần mực ở đây. Thì đây là cơ bản để cái dòng máy này. Phía dưới này nó sẽ có một số cái đèn và một số cái phím nhấn điều khiển. Đây thì được cái để mình có thể là kích hoạt wifi, để mình có thể là sử dụng cái điện thoại smartphone để mình có thể kết nối wifi, mình in trực tiếp từ trên nó ra. Đây là nhấn để cắt ha. Còn đây cái nút nguồn thì trên này nó có một số cái cảnh báo về pin này, về nhạc này, hay là về về ống, và nữa nó có những cái đèn led màu xanh đỏ để nó thể hiện cái một số cái trạng thái trong quá trình mình sử dụng để mình biết được, để mình có thể là tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng. À, để con còn cái gì để em review cho mọi người luôn ha. À, phía sau này mọi người có thể xem đây là còn kết nối USB để mình có thể cắm vào đó và kết nối USB, kết nối với PC để mình có thể in từ phần mềm của hãng ra. À, đây là cái giác nguồn cắm, nguồn vào là 24V thì lúc này có hộp adapter à, mọi người ha. Còn gì nữa đây, về phần bàn phím thì lúc này em có show cho mọi người xem về cái bàn phím thì em từ kết nối bàn phím mọi người luôn nha. Thì cái bàn phím khi kết nối thì nó còn có cắm cọc USB, cái bàn phím nó sẽ để ở trên mặt như thế này nha mọi người, nó sẽ để trên mặt như thế này. Đây đi một xí ở bên trong máy này. Khi mà kết nối bàn phím thì nó có cái dây USB để cắm kết nối như thế này thì vào. À, bây giờ thì em sẽ tiến hành kết nối thử cho mọi người xem ha. Thì trước khi mà kết nối thì mọi người có thể là nhìn thấy ha, bên ngoài thùng nó khá đồ sộ nhưng ở trước máy thì nhìn nó cũng khá là gọn nha mọi người. Thì đây là một dòng máy như này, giờ em nhấn mạnh thì nó có thể in được cả hai chế độ, một đó là in được ống những ống lòng để mình có thể là luồn vào các đầu cốt mình bấm, hai là có thể in nhạt, nhạt có thể in được kích thước tối đa lên 36mm. Và đây là một dòng máy mà mình có thể là sử dụng kết nối không dây như là kết nối cắm trực tiếp qua PC. Thứ hai đó là mình có thể là kết nối qua không dây qua các thiết bị smartphone khác, ví dụ như là thiết bị Android hay iOS hay là tablet này kia thì nó có thể kết nối qua wifi nhé, nó cũng có thể là sử dụng. Thì đây là hai chức năng khá là tốt của cái dòng máy này. Mà thì để kết nối thì là đầu tiên thì cái bàn phím mình có thể cắm cái dây USB của bàn phím không, cũng đơn giản lắm, không có khó khăn gì. Bàn phím này mục đích là để cho mọi người có thể là nhập cái thông tin lên để in trực tiếp cái nội dung mà mình muốn in ra. Đây gì đây nó khoảng được ha. Rồi cái này thì mình sẽ luồn vào đây nha mọi người. Sau đó thì mình cắm vào USB cái này. Cái bàn phím này mọi người cắm vào nó thực chất mọi người bỏ rời ra được. Nếu mình luồn vào thế này mình có thể lấy nó tiện lợi hơn ha. Mọi người có thể bỏ rời ra thì nó có thể là mình cũng có thể là sử dụng được với dòng máy này. Rồi, để mở nắp máy này thì lúc này em có mở thì mình nhấn đây để mở cái nắp máy lên này. Đó, sau đó thì mình sẽ lắp đặt những cái quần nhạc in, quần áo để mình có thể là in thử. Thì bây giờ thì em sẽ tiến hành, em sẽ lắp thử một cái quần nhạc in cho mọi người xem nhé. Nên lúc ban đầu em có hướng dẫn thì cái đây là cái vị trí để mình có thể lắp nhạc, thì cái chiều cao của nó như thế này. Lắp đặt nhạc đối với cái dòng này nó còn khá là dễ dàng, mọi người chỉ cần bỏ vô trong này đúng khớp, mình không thể xoay ngược xoay dọc nhất cả, tại vì nó chỉ có một cái chiều ra của cái giấy như thế này bên này, còn cái đường ống thì nó sẽ đây. Thì bên em cũng có cái video hướng dẫn cho mọi người lắp cái ống luôn để mọi người sử dụng ha. Nếu như mọi người sử dụng mọi người có thể lên đó để xem cái video hướng dẫn này các bạn. Rồi sau đó thì mình kết nối với nguồn cũng như là cắm vào để sử dụng. Sau khi đã cắm nguồn điện cho máy thì mình sẽ mở máy lên. Mở máy lên thì đây có nút nguồn này mọi người nhấn vào này thì nó mở máy lên thôi. Thì sau khi mà em đã kết nối cái bàn phím cũng như là có màn hình sáng trên này với lại cái máy thì nó sẽ có cái màn hình hiển thị như thế này. Mọi người có thể xem cái giao diện chính của nó. Thì nó tạo ống này để in ống này, qua bên này là để in nhãn này, di chuyển qua nha, không phải. Đây qua bên này để in nhãn này, nó nhãn dán đầu cáp này,
dạng cái này nhà đồng này mình, hoặc là mình có thể là vào tập tin để mình lưu file. Cái này nó có thể lưu được cho mình là 99 file ở trên này để mình có thể là in nhãn, thì nó có, mình có thể là in được nhãn cờ hay là nhãn bình thường mà mình có thể là in đó. Thì đây là một số tính năng vào cài đặt. Thì đây là dòng máy mình có thể là chọn thêm cái option đó, là tại vì cái này là cái thùy chọn thêm thôi mọi người. Nếu mọi người muốn xét ra trong trường tiện lợi mà không sử dụng cái dây nguồn cắm rườm rà thì mọi người có thể là chọn cái phiên bản có pin để mình có thể là sử dụng ha. Cái này nó có cái phiên bản khác, ví dụ như giờ là em đang lắp nhãn đi thì em sẽ tạo nhãn để in. Cái này thì ok vô thì mình sẽ đánh chữ thôi, đánh chữ ví dụ như em đặt tiếng Việt đi ha, thế nút sắt nè đó, thế giới chữ giới chữ sắc số 1 và thế giới mã vật, chữ mã chữ ai cũng gã luôn đây, chữ nào là trong năm mọi người có thể nhìn thấy ha. Trong cái quyển sổ hướng dẫn nó khó để cho mình có thể là thực hiện là dễ dàng hơn đó. Sau khi mọi người bấm xong này thì mọi người bấm bấm print thì nó sẽ tiến hành in cái nhãn này. Đây là cái nút in nha mọi người, cho mọi người xem ha. Ok này, tên mọi người ok thì nó sẽ in ra đây, in ra xong nó tự cắt cho mình luôn, rất là tiện lợi ở chỗ này nhá. Nó in ra nó tự cắt, thì đây cái chế độ cắt của cái dòng máy này vừa in ống vừa in nhạc thì nó có cắt hai cái, một là nó cắt luôn hoàn toàn sau khi mà kết thúc lần in. Nếu như mọi người in nhiều con thì nó sẽ cắt cho mình, đó là cắt nửa, nó sẽ cắt nửa để cho mình lấy ra tiện lợi hơn thì rất hay. Mọi người có xem này, nét chữ ở trên này rất là đẹp đây, rõ nét này. Cái nhãn border thì cũng là một trong những cái loại nhãn tốt nhất hiện nay, tại vì mình có thể sử dụng ở nhiều cái môi trường chịu được sức nóng và mình có thể bảo quản được lâu, thì đây là một nhãn border một được đánh giá là một trong những cái loại nhãn rất là tốt. Bên ngoài nó có thêm một cái lớp để nó dán lên mọi người ha, phủ bóng ở trên này. Thì nếu như mọi người sử dụng cái in nhãn, còn nếu mọi người sử dụng cái in ống thì cái độ phân giải của cái bên cái chỗ in ống thì đó là 360 dpi theo mọi người. Thì đây là độ phân giải của máy cũng như là tốc độ in của cái dòng máy này, thì nó nếu mà mọi người sử dụng cái này in in bên nhãn thì đó là 60 mm trên một giây, còn nếu mà mọi người in ống ống lòng ở bên ngoài á, thì mình tốc độ in của máy đó là 40 mm một giây. Thì đây là một số cái thông tin thêm để mọi người sử dụng. Thì tiền nó sử dụng khá là đơn giản, mà mình có thể là nhập thẳng trên này bàn phím nhé, khá tiện lợi. Đây là điểm mạnh bàn phím thì mình có thể là tháo lắp rời ra ngoài để mình sử dụng, hoặc là mình gắn ở đây này đó. Mọi người có thể là để rời ra ngoài để mọi người bấm, vì cái dây nó cũng dài dài tầm 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 này đó. Mọi người sử dụng hoặc là mọi người có thể gắn vô đây để sử dụng cho nó được tốt hơn. Trên này thì nó cũng có một số kiểu để mình in chọn ống hoặc là chọn nhạc, ống mình đang hoạt động mình có thể sử dụng những cái chiếc điện thoại hay là tablet để mình có thể là kết nối qua wifi để in với nó nha mọi người. Thì đây là một số cái thông tin mà cơ bản về chiếc máy Brother PTE850TKW. Thì hy vọng những thông tin vừa rồi em cung cấp cho mọi người về dòng máy Brother PTE850TKW này là hữu ích để mọi người có thể hiểu thêm về cái nguyên lý hoạt động cũng như là cấu trúc và những cái thiết bị cơ bản của dòng máy này. Thì nếu như mọi người cần tư vấn thêm hoặc liên hệ đặt hàng thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.